Bữa nay phép xe máy bán xe đạp luôn nha anh em. Thấy chưa, em mới mua được con xe đạp này đã quá. Xe này em mua ở Tân Châu. Tân Châu ở Vĩnh Sương, khu biên giới giáp trên Campuchia. Của thằng em nó chia lại. Xe này xe nhập quá nè. Chữ nhật không. Chiều chiều có con xe này đi đi dạo chơi cũng khá là ok ha. Cái này bị sức nè. À, cái này là cái cờ anh này là nó sơn nha. Sơn luôn á, chứ không phải là mà dán đâu. Nó sơn vô luôn. Bữa chạy vòng vòng chơi mấy nhỏ ngược theo. Xe cổ không bay, xe cổ không bay ơi. À, logo của nó nè. Rover. Sơn có mã số nha. Máy cũ đề đều Shimano. Shimano thẳng hiệu tốt lắm nè. Shimano. Thẳng là cũng Shimano không. Shimano xịn hồi xưa nha anh em, chắc lắm. Nó xe này cái dạng già thể thao. Chạy mưa nó văng quá cái thằng em nó chế. Bữa nó gửi qua mớp, nó chế là cái dạng này. Chứ nó không phải dạng này. Dạ nó dạng về thể thao bằng nhựa con khúc vậy đó. À, 15,5 triệu, tiền chuyển về muốn ta chở về hết 300 ngàn, nó 5,8 triệu. Em bán lại 6,8 triệu nha nè. Thì rất là ok á, chạy ok lắm á, đầm chắc, đầm chuẩn lắm đó. Mình nhà có ông bà mình mua cho ông bà đi cà phê cà pháo rồi hoặc đi chợ búa rồi cho nó khỏe giò nè em ha, khỏe chân sẵn. Rover. Sơn luôn á, sơn đóng luôn. Tem toàn chữ nhật á. Chơi review xe đạp. Có gì chơi đó luôn. 6 triệu mấy anh em ha. Bỏ ra mình đi thể dục thể thao này kia là có sức khỏe. Nói chứ mua mấy cái này không mua tầm bậy đâu, chạy đã lắm á. Em review xong rồi em chắc cũng đạp vòng rồi chơi. Chơi cho thoải mái rồi em về. Ha, xịn sò lắm á. Đồ thấy chi tiết sắc sảo luôn, sắc bén lắm. Nhật không à. Đã lắm. Cái này nhìn rất là chắc lực lượng. Từng chi tiết á, ở đồ nhập nó vậy đó nè. Anh em dòm ở ngoài đó, từng chi tiết nó sắc sảo á. Mình chơi với cái xe Honda quen mình dòm cái đồ này nó cũng na ná á. Dòm chi tiết các kiểu rồi nhìn chắc chắn. Rất là lực lượng. Mà nói chung mấy cái mày này, em không có gành đâu nha anh em. Không gành không đâu. Thấy khoái mua chơi với mấy cái xe này nhìn biết là thương hiệu lớn. Đó. Mua về mà đạp vòng 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 chơi đi ngoài đường xá này kia rồi. Cho nó dò cẳng chân cẳng rồi nó cứng cáp. Cái cuộc sống giờ em thấy ít có vận động quá. Đó. Toàn nằm bấm điện thoại quá. Đó ha. Rồi. 6,8 triệu nha, có sức khỏe.